Vâng ạ, trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý, chúng ta sẽ cùng trở về các bàn tiệc của mình để cùng chuẩn bị nâng ly khai tiệc. Và chúng tôi xin mời quý vị đại biểu khách quý có thể sau đây sẽ cùng lên sân khấu để cùng nâng ly khai tiệc ạ. Trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Mạnh Thắng, phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố Vĩnh Yên. Trân trọng kính mời ông Vũ Văn Lương, chủ tịch câu lạc bộ. Trân trọng kính mời bà Dương Thị Kim Anh, phó chủ tịch. Trân trọng kính mời bà Trần Thị Minh Hương, phó chủ tịch. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Chát, phó chủ tịch. Và trân trọng kính mời bà Đinh Thị Thu Hà, phó chủ tịch câu lạc bộ sẽ lên sân khấu để cùng thực hiện nghi thức khui rượu sơ băng và khai tiệc ạ. Trân trọng kính mời quý vị. Và ở phía dưới các bàn tiệc, chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chuẩn bị cho mình ạ những ly đồ uống để chúng ta cùng sẵn sàng nâng ly tại chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời quý vị. Xin được một mặt lễ tân ạ, chuẩn bị giúp cho ban tổ chức ở những chiếc ly lên sân khấu. Vâng ạ, xin mời các chị hỗ trợ giúp cho ban tổ chức ạ, 6 chiếc ly lên sân khấu. Vâng ạ, xin giúp cho ban tổ chức 6 chiếc ly lên sân khấu. Vâng ạ, ở phía dưới chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho mình những ly đồ uống ạ, để cùng sẵn sàng nâng ly ạ, để cùng chúc mừng cho câu lạc bộ bơi thành phố Vĩnh Yên của chúng ta mỗi ngày một phát triển, mỗi ngày một thành công hơn nữa. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng chờ đợi ly của ban tổ chức ạ. Sau đó ở phía dưới xin quý vị chúng ta cùng chuẩn bị những ly đồ uống ạ, chúng ta cùng rót rượu ra đi ạ, chúng ta cùng sẵn sàng nâng ly ạ. Vâng ạ, xin mời ban chủ nhiệm sẽ cùng khui rượu sân banh ạ, để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Wow, rất tuyệt vời ạ. Và một lần nữa xin được chúc cho câu lạc bộ của chúng ta mỗi ngày một phát triển, mỗi ngày một thành công hơn nữa. Và sẽ có nhiều hơn nữa các thành viên tham gia câu lạc bộ bơi thành phố Vĩnh Yên của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị ạ. Và chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng nâng ly thật cao lên được không ạ. Xin quý vị chúng ta cùng dâng rượu ra đồng hồ cùng nâng ly ạ. Xin quý vị chúng ta sẽ lùi lại phía sau một chút ạ. Đó là quý vị cùng nâng ly nhá. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Chúc mừng nha quý vị. Xin quý vị cùng nhau cùng đứng dậy được không ạ? Xin là phiền quý vị cùng đứng dậy ạ. Xin mời ạ. Sẵn sàng nhá quý vị ơi, hôn thật lớn lên nha. Chuẩn bị ạ. 1, 2, 3. Một lần nữa xin được kính chúc tất cả quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống. Chúc quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng và ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và sau đó xin mời ban chủ nhiệm cũng như các vị đại biểu sẽ cùng trở về màn tiệc ạ, để cùng tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Đại biểu khách quý, cảm ơn các thành viên trong ban chủ nhiệm ạ. Và xin mời quý vị chúng ta cùng trở về bàn tiệc của mình để cùng tham dự bữa tiệc ngày hôm nay ạ. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng để quý vị chúng ta cùng tham dự bữa tiệc, cùng chúc mừng cho câu lạc bộ bơi thành phố Vĩnh Yên trong chương trình lễ ra mắt ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị.